Nó thả một câu rồi nó số nó thôi, chứ còn thực chất là chả biết cái đầu quầy. Nhưng mà cái giống cái bọn này là số nó có một tí ra ngoài đầu, kiểu lọ kiểu kia, nghe nó hơi kiểu gì ấy nhỉ. Đéo phải đúng không? Mặt lúc buồn lại cũng cười. Ừ. Đâu em?